Zombie House Shark 3 vẫn là một bộ phim cấp 3-18 cộng nói về cuộc chiến của những người sống sót trên trái đất. Họ phải chống lại lũ thây ma, họ cùng nhau đoàn kết, thành lập thành một quân đội. Quân đội này là những cô gái, do chiến đấu quá lâu, không có nam giới, nên họ rất muốn quan hệ tình dục, nhiều khi họ phải quan hệ nữ với nữ. Cũng có khi họ cho zombie chơi, để thỏa mãn tình dục của chính bản thân mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mamako. これ、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 
方の選択させてもらってもいい。丸焼きやらぶった切りより